Alo, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy An Thành Phát Tân Nguyên ha. Thì hôm nay mình sẽ báo giá một số dòng, ví dụ như là Future này, Vario 150 này, Click Thái này, Vario 125 á, mẫu cũ mẫu mới á, Vario 160. Thì anh chị và các bạn mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo cái clip ha. Clip này rất là đặc biệt cho anh chị và các bạn luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Thủy sơ rồi giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Thủy ạ. Xin chào mọi người, em là Thủy, nhân viên cửa hàng xe máy An Thành Phát Tân Nguyên. Hôm nay em sẽ báo giá cho mọi người một số cái dòng xe nhập khẩu của hãng Honda ở bên cửa hàng em và dòng xe trong nước nữa nha. Thì đây là dòng xe Future, một trong những cái dòng xe mà có thể nói là giá hiện tại là tụt thê thảm so với cái thời điểm tháng 9. Thì hiện tại cái dòng xe Future này bên em đối với phiên bản bánh căm màu zin, màu xanh đen thì hiện tại bên em đây là như màu này. Thì bên em có giá chỉ từ là 32 triệu thôi mọi người nha. Dạ vâng đúng vậy ạ. Và cái bên này là dòng màu trắng đen, à màu đen nhám. Màu đen nhám với màu xanh nhám hiện tại bên em có hỗ trợ khách hàng là chỉ từ là 33 triệu 500 thôi ạ. Rồi, còn màu là màu trắng đen này hiện tại có giá nhỉnh hơn một xíu là 35 triệu 500 ạ. 35 triệu 900. 35 triệu 500. Còn đối với cái phiên bản màu trắng đỏ độ quay thái đây, như mọi người thấy là bên em lấy rất là nhiều màu trắng về để độ quay thái cho hỗ trợ mọi người mua xe cái thời điểm này nha. Thì đối với cái phiên bản màu trắng đỏ này hiện tại bên em có giá chỉ từ là 34 triệu 500. Và đặc biệt là cái dòng xe Future này bên em có hỗ trợ khách hàng không cần trả trước mọi người nha. Như mọi người thấy bên em cũng hỗ trợ sơn lên rất là nhiều màu sơn 3D ở đây. Rồi, thì, tiếp tục một dòng nữa mà mình muốn nhắc tới trong clip đó là Vario 150. Gần như là ít có cửa hàng còn nhưng mà bên này còn khá nhiều. Như mọi người thấy đây nha, bên em vẫn còn đầy đủ tất cả các màu zin đây nha. Đây là màu nâu vàng cát này, màu đỏ nhám này, màu xanh đen, màu đen nhám. Bên đây còn đầy đủ tất cả các màu cho mọi người lựa chọn nha. Thì đối với dòng xe Vario này là một dòng xe mà bỏ mẫu rồi. Thì hiện tại giá bên cửa hàng em tháng này cực kỳ là ưu đãi luôn. Hiện tại là giá có giá chỉ từ là 73 triệu 900, đã bao gồm thuế VAT mọi người nha. Mọi người mua góp cái dòng xe này thì chỉ cần đưa trước giúp em khoảng từ 23 đến 30 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nha. Đặc biệt là bên em cũng có sơn lên rất là nhiều màu sơn 3D ở đây. Mọi người có thể, mọi người muốn xem hình xe có thể nhắn tin qua Zalo để em tư vấn chụp hình kỹ hơn con cho mọi người nha. Đó, Vario 150. Ở đây cũng là một cái bạn trắng đen, bạn này em bán cũng khá là nhiều, màu này là một cực kỳ hot hit mọi người nha. Còn qua bên Click này. Click Thái nhỉ? Click Thái. Đây ạ. Click Thái thì có màu đen, màu trắng, màu xanh. Click Thái thì hiện tại bên em có Click 125 và 150 mọi người nha. Thì đối với dòng xe Click Thái 125 thì bên em có đầy đủ tất cả 3 màu. Đấy là màu đen bóng, màu đỏ bóng và màu trắng đen nha. Thì đối với cái phiên bản Click Thái này bên em hiện tại có giá chỉ từ là 77 triệu đã bao gồm thuế VAT đầy đủ mọi người nha. Còn đối với phiên bản Click 150 ở đây thì hiện tại bên em có màu trắng đỏ, màu xanh nhám và màu đen nhám. Đối với cái phiên bản này bên em có giá chỉ từ là 69 triệu mọi người nha. À 96 triệu mọi người nha. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp em khoảng từ 40 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ thôi. Còn đối với dòng 125 thì mọi người chỉ cần đưa trước giúp em khoảng từ 20 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ mua xe rồi nha. Còn bên này em có Vario 125 và Vario 125 2021 và 2022. Đây là một trong những cái màu bên cửa hàng em đã lên sơn 3D rồi mọi người nha. Đây, như mọi người thấy. 125 thì mẫu 2021 thì giá sao em? Hiện tại 2022. Đối với phiên bản 2021 thì hiện tại bên 2021, 2022 thì hiện tại bên em có giá chỉ từ là 47 triệu 900 thôi ạ. Đã bao gồm VAT mọi người nha. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp em khoảng từ 3 triệu em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi. Đây là một dàn độ màu bên cửa hàng em. Màu zin thì bên em vẫn có đầy đủ mọi người nha. Như mọi người thấy bên cửa hàng em là chùm Vario ấy. Còn đối với cái phiên bản Vario 125 phiên bản đời mới 2023 có khóa Smart Key và cộng sạc dự phòng. Hiện tại đối với phiên bản Vario này hiện tại bên em có giá chỉ từ là 50 triệu 500. Còn đối với phiên bản có khóa tắt 3 giây, công tắc dừng 3 giây đây như là màu xanh nhám này, màu trắng nhám và màu đen nhám thì hiện tại bên em có giá chỉ từ là 51 triệu thôi ạ, 51 triệu 500 nha. Còn đối với phiên bản Vario 160 thì hiện tại bên em có giá chỉ từ là 52 triệu 500, đó là phiên bản CVS. Còn đối với phiên bản ABS thì hiện tại bên em có giá chỉ từ là 62 triệu 500. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp em khoảng từ 6 triệu là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nha. Đấy là cái mức trả trước cực kỳ là ưu đãi để mọi người có thể nhận xe. Thời điểm này là thời điểm vàng để mọi người mua xe tại vì giá xe dạo gần đây là nó đã giảm hơn so với thời điểm tháng 10. Và đặc biệt là mọi người mua cái thời điểm cuối tháng 11
11 dương và đầu tháng 11 âm này là mọi người có thể kịp làm biển số và cà vẹt trước Tết mọi người nha. Nếu mà dùng mọi người có đi liên tỉnh thì nó cũng sẽ an toàn thuận lợi hơn cho mọi người trong quá trình di chuyển xe. Và mọi người muốn em báo giá hoặc là muốn gửi hình xe thì cứ nhắn tin qua Zalo để em hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cho mọi người nha. Đặc biệt mọi người tới cửa hàng xe có liên hệ trước với Thủy thì em sẽ hỗ trợ giảm cho mọi người 1 triệu tiền xăng xe và rất nhiều quà tặng ưu đãi bên cửa hàng em nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.